một đoạn phim video mới công bố về cuộc khủng hoảng Fukushima ký tự Tokyo. Nhà máy điện lực của Tokyo, hãng điều hành nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi, ngày hôm nay công bố một đoạn phim mới. Đoạn phim này cho thấy là các quan chức của hãng tranh luận về việc đưa đội chống tự tử tới và có nên thả đá vào các lò phản ứng hay không, một nỗ lực tuyệt vọng để cứu nhà máy, ngay cả khi họ thừa nhận tại thời điểm đó chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng. Đoạn phim mới dài 6 phút đồng hồ trong tổng số 150 giờ cho thấy các mẫu đối thoại giữa nhà máy điện Fukushima Daiichi và văn phòng chính của thủ đô Tokyo. Đoạn phim này cũng cho thấy phản ứng của nhân viên khi lò phản ứng số 3 bật tung nắp trong một vụ nổ khí hydrogen. Tháng 8 vừa qua, hãng TEPCO đã cho phép các phóng viên tới để thâu lượm các đoạn phim từ máy quay được và cài đặt trong hầm điều khiển tại nhà máy này và trụ sở chính của hãng và các địa điểm khác. Tuy nhiên, thì truyền thông Nhật Bản vẫn lớn tiếng phàn nàn về việc tiết lộ hạn chế các đoạn phim. Một số đoạn phim đã bị sửa đổi để các nhân viên nói chuyện không thể nhận dạng được. Nay hãng TEPCO đã phản nhân nhượng để trước áp lực của truyền thông và chính phủ, họ đang công bố thêm các đoạn phim về nhân viên cố gắng kiềm chế cuộc khủng hoảng.